Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng vì những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời.